비추고 Cuộc sống là một chuỗi những câu chuyện ly kỳ mà đôi khi chính chúng ta cũng không thể lường trước. Có thể hôm nay bạn có tất cả trong tay, nhưng chỉ một tích tắc nhỏ, có thể bạn sẽ mất đi mọi thứ. Cũng giống như cô Chawi Gunter vậy. Vốn là một vận động viên tiềm năng, nhưng vụ tai nạn năm 17 tuổi đã khiến Chawi bị bại liệt và không thể đi lại như bình thường. Những tưởng cuộc đời cô sẽ mãi phải gắn liền với chiếc xe lăn, thì tới đúng ngày cưới, Chawi lại tự tin sải bước trên lễ đường trước sự vỡ òa vì xúc động của biết bao quan khách. Bơi lội từng là niềm đam mê lớn nhất của Chawi. Với sự thông minh và chăm chỉ, cô từng được đánh giá sẽ trở thành một vận động viên tiềm năng trong tương lai. Thế nhưng mọi ước mơ, hoài bão bỗng vỡ vụn sau vụ tai nạn năm Chawi trong 17 tuổi. Thời điểm ấy, các chuyên gia đều khẳng định chắc nịch rằng cô sẽ không thể đi lại, chứ đừng nói tới bơi lội. Suốt 8 năm trời, hầu như không có giây phút nào cô rời chiếc xe lăn đen xì lạnh lùng. Thế nhưng ý chí sắt đá và bản lĩnh của tuổi trẻ không cho phép Chawi đầu hàng số phận. Từ một người bại liệt, cô bắt đầu học cách đứng dậy, chỉ 6 tháng sau khi tai nạn diễn ra. Khi đã đứng vững, Chawi quyết định nỗ lực luyện tập để có thể bước đi trong chính lễ cưới của mình và người con gái ấy đã làm được. Bằng sự cố gắng của chính bản thân, Chawi đã khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Một Chawi yếu ớt, một Chawi từng mất hết niềm tin, giờ đã có thể mỉm cười bước đi trên chính đôi chân của mình. Chứng kiến giây phút ấy, không ai có thể kìm nén cảm xúc, thậm chí chồng Chawi còn rơi nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc. Bạn thấy đấy, trên thế giới này không gì là không thể, chỉ cần bạn đủ niềm tin và nghị lực, những điều không tưởng rồi cũng trở thành hiện thực mà thôi. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.